thì lúc đó đâu 3 ngày sau thì Tư tối ngủ mơ mơ màng màng, nó thấy con nít nó nắm quần nắm áo thì Tư vậy nè. Nó nói ngoại ơi có tiền rồi đó. Tôi nói tiền cái đâu tụi bay cắt đi. Thì cái vía gì Tư trả lời với tụi nói. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì có dịp về lại Bình Dương. Thì hôm nay là em Phong Bụi có hướng dẫn Bùi Hồ đi lên đây để mà viếng thăm các khu mộ. Thì Phong em có thể giới thiệu sơ về nghề trang ở đây không? Hôm nay thì em có dịp dẫn Hồ cùng mọi người đến cái khu mộ này là khu mộ vô danh. Nói vô danh nhưng mà cũng có một vài bé thì có tên. Thực sự thì ở nghĩa trang Lái Thiêu này á, diện tích khá là rộng. Tuy nhiên thì ở cái phần đất này là cái phần đất mà chưa có chủ, cho nên là dẫn đến là những cái người mà thân nhân của các bé khi mà các bé mất ấy, thì trôn lén ở đây. Một là không có cha mẹ thì được các cô quản trang trong đó có dì Tư thì lượm về đây trôn. Hai á là những cái gia đình mà công nhân họ nghèo quá đi, khi mà họ sinh con ra mất thì không đủ tiền để mua đất để trôn thì họ trôn lén ở khu vực này. Lúc trước thì ở đây nó cỏ đồ mọc nó hơn hớ lắm. Trong cái khoảng thời gian dài qua thì mọi người cũng có chia sẻ và xây dựng cái mái tôn này rồi chỉnh trang lại khu vực này, bây giờ khá là tươm tất. Anh Hồ có thể dẫn mọi người vào bên trong tham quan. Dạ, mấy anh em mình đi ha. Dì Tư nè là một cái người quản trang ở đây, và cũng lúc xưa là dì Tư có dẫn em đến á thì lúc đó nó không được như vậy đâu. Bây giờ có mái tôn rồi, nhìn nó lần đầu tiên mà mấy tháng trời rồi em quay trở lại em thấy nó khác biệt liền à, nhiều lắm. Dạ, đẹp ghê luôn. Con chào dì Tư ha. Dạ. Dì Tư là người quản trang ở đây. Dì Tư nói như thế này, dạ, là dì Tư không có quản trang, dạ, mà dì Tư là người chăm sóc mộ ở trên kia. Dạ. Thì ở trên kia thì lúc này là rất sạch, nhưng mà khi mà chú Tư mất rồi là dì Tư giao lại hết cho người ta. Thì dẫn xuống như thế này á, Phong nó thấy dơ lắm, cỏ gì không mà người ta chỉ biết chôn thôi chứ không biết làm. Dạ, vậy là trước khi cái khu này hiện nay nó được sạch sẽ và tươm tất như thế này thì đã người ta chôn lén, khu này người ta chôn lén. Nói chung ra chôn lén là không chôn lén, là cũng như vậy, những thành phần ta nghèo quá. Rồi người ta nhờ mấy cái chú mà làm nghĩa trang như dì Tư vậy nè, chôn giùm. Thậm chí dì Tư là đem xuống bốn đứa này nè, một dọc đó đó. Đó dài vô đó đó. Rồi sau này mấy chú đó khách người ta lên người ta nhờ. Thì vô đây là một khu đất rất là phức tạp, dơ lắm. Đó thì chôn đại mà. Rồi những đứa gì có gia đình thì người ta để tên, còn những đứa vậy là không có. Số mò nữa đó là cũng như là mình lụm, thì Tư lụm, làm những chỗ khác thì Tư lụm, thì Tư đào ra đây chôn. Đó là coi như cái đất này là cái đất của chùa đó, thành ra dì Tư làm xong hết rồi không có ai nhúng tay vô hết đó con. Nhưng mà dì Tư nghĩ á, mình phát tâm ra được cái gì hay cái đó. Lúc trước cái này u ám lắm, sầm uất lắm, cái dì Tư mới nói với Phong. Tư dẫn Phong xuống đây thì dì Tư có nói á, trước những cái mộ 31 đứa cháu này nè thì bà ngoại nhận tụi con là bà ngoại đó, bà ngoại Tư. Thì bây giờ mấy đứa tụi con giúp cho bà ngoại Tư có động lực, có sức khỏe để lo tiếp cho tụi con. Cái thứ hai, giúp cho bà ngoại xin những nhà hảo tâm tài trợ cho bà ngoại làm cái mái tôn cho con. Dạ. Cho mát. Tại vì con cứ nghĩ đi, sống có cái nhà chết có cái mộ đó, nhưng mà con thấy lúc đó đau lắm, cỏ đồ không dơ lắm. Rồi đâu mấy ngày sau thì bữa đó là dì Tư với thằng Phong có sẵn. Thì thằng Phong nó có nói trước cộng đồng thì nghe dì Tư chia sẻ vậy đó, thì mấy gia đình mình thì cũng có gì ủng hộ với dì Tư đó. Thì lúc đó đó là dì Tư phấn hết rồi luôn. Thì tụi con có linh thiêng đi thì cho bà ngoại liền, dục cho những người hảo tâm cho liền, bà ngoại làm. Thì lúc đó đâu 3 ngày sau thì dì Tư tối ngủ mơ mơ màng màng, nó thấy con nít nó nắm quần nắm áo dì Tư vậy nè. Nó nói ngoại ơi có tiền rồi đó. Tôi nói tiền cái đâu tụi bay cắt đi. Thì cái vía dì Tư trả lời với tụi nói. Giật mình thức dậy là 2:30 khuya,
Cái rồi cái dì Tư mới nói với ông Phong, gọi điện cho ông Phong. Tôi nói Phong ơi, cái chỗ đó giờ có người giúp rồi, có người gọi điện cho dì Tư rồi. Rồi cái dì Tư mới nói là bây giờ có rồi Phong ơi, người ta cho tiền rồi. Thì đứng đây nè, người ta đem lên tiền. Dì Tư lúc đó nói là 20 triệu nhưng mà lại thì không đủ. Cái người đó lãnh 30 triệu, dì Tư kêu Phong lên lấy tiền, đứng đếm đi này nọ hay là coi ra gì đó. Thì đúng y luôn, làm xong rồi bên hội chùa dì Tư xin được một cái bàn để đây. Yeah. Xong rồi á, dì Tư mới sửa lại hết, có mấy cái bị bể á, dì Tư làm lại hết luôn nữa đó, xây lại nè, cái này bể nè rồi cái đó bể nữa, dì Tư làm lại luôn á đó. Vậy là trước đây là những cái phần cũng y như vậy, giống gì luôn hay gì, giống gì luôn. Dạ. Nhưng mà có người nó làm không kỹ, nó bị bể hết trơn rồi con. Dạ. Bị bể hết ba cái. Vậy là phần mộ những bé này là phần mộ vô danh, vô danh hết, không có gia đình vô thôi. Ừ. Còn những cái phần mộ mà có những cái tấm có bia như vậy là gia đình ta lên làm bia. Dạ. Đã. Thì nói chung ra mấy cháu này rất là linh thiêng này nọ, thì sau đó là người ta cho tiền làm cái này. Thì nói chung ra là từ ngày đó tới nay á, là lên mạng cộng đồng á, ai cũng tin hết. Thì tới đây nói chung có xính gì được cái đó hết. Thậm chí là những người mà cái đó đó, hiểu không? Là vì mình né cái đó đi. Yeah. Đó con thấy không, tùm lum hết. Vì Tư phải xin tiền làm lợi hết luôn. Là sau đó mấy ngày nay á, người ta xin công việc làm ăn được, người ta mua đèn. Yeah. Rồi vài bữa nè, vì Tư cũng có nói là xin những nhà hảo tâm đó, người ta cho, người ta cũng gửi tiền cho, nhưng mà người ta nói để người ta lên rồi người ta coi. Thì có cái cậu đó bên Thủ Đức á, thì cậu nói Tư ơi, lên cũng hai lần rồi, nói Tư ơi vài bữa con lên thì con coi cái gì thiếu. Tôi nói giờ con cho thêm hai cái ngọn đèn nữa đi, tại vì tính làm ở đây một cái, bên đó một cái là hai, còn cái này á thì đem ra cây me. Yeah. Đó rồi dì Tư á mua xi măng rồi nè, ráng ở chỗ ông đó lại á, chỗ cái chân ông Địa Tạng á. Dạ. Người sơn khoét rồi lại hết, thì người ta hứa là người ta cho, nhưng mà để người ta lên mà coi đó. Dì Tư mới nói dạ đó. Thì nói chung ra từ hồi tới giờ là rất là tinh tắc. Nói chung ra hồi đó không ai dám mà lợi mà làm cái này hết á. Dì Tư cũng bảo dạng, dì Tư dẫn Phong xuống đây là làm luôn đó. Là cái căn duyên sao mà vậy, Tư lại biết chỗ này là có mộ của... Là tại vì lúc trước á. Dạ. Là ở đây một đống đất như nè, vì Tư chôn bốn đứa đó ở trên chỗ lô vì Tư giữ á. Dạ. Rồi những người mà giữ lô mãi vì Tư như nè, người ta tranh, người ta ghét, người ta báo với văn phòng. Cái người quản trang á, người ta nói là vì chủ nhà cho tiền 5-6 triệu bạc để chôn cái miếng đất đó, nhưng mà dì Tư đứng trước những đứa này không bao giờ lụm đồng bạc nào hết đó, tại vì hồi chôn mình đâu có thấy. Yeah. Đến chừng rồi á, sáng hôm sau vô làm cỏ mới thấy, thấy mẹ của nó nằm khóc ở trên đó đó, giật giờ vậy á, rồi xin nhang đồ, dì Tư đưa nhang đồ vô đó. Đến chừng rồi người ta báo lại mới đem xuống đây. Cái dì Tư mới nói là tôi không đem, để chờ bố nói ở ngoài Hà Nội vô rồi làm. Cái người mà đào á, dì Tư mới nói mày đụng tới cái mã đó thì mày đừng có trách, nghe không? Dạ. Mày sẽ thấy hậu quả như thế nào, tay chân mày một là bị cái này nọ, đúng y luôn con. Vừa bóc đứa bé đó lên đem xuống đây á, đi ra tới cậu bố nè, xe xúc cái gãi tay. Dạ. Cái nó nói dì Tư rủ nó này, nhưng mà về đó là dì Tư không bao giờ. Vì Tư cũng có nói để chờ cha mẹ anh ta vô, ta đào. Dạ. Lên khi mà đem vô đây nè, ba nó đâu biết đâu. Tới chừng lên kiếm dì Tư thì dì Tư mới chỉ cái này, con gặp mặt bên văn phòng quản lý đi nói chuyện, rồi cái gì có con nói. Người ta hỏi thấy bộ bà Tư cho anh chôn cái miếng đất này, nói dạ không, tại vì chiều ngày đó khoảng 7 giờ em đem con em lên đây chôn, không thấy ai hết. Khi mà làm tấm bia thì em cũng làm. Yeah. Chứ em không có cho dì Tư 5-6 triệu gì hết á, không có cho tiền. Yeah. Nói là không cho tiền thôi. Cái người đó hỏi rồi có cho 5 triệu gì không, nói dạ không. Thậm chí em lên em thắp hương mà dì Tư còn cho em nhang đó đốt nữa mà. Yeah. Đó thành ra
từ đó đem đứa bé nó xuống đây cho, mà có tấm bia của nhỏ giờ không có gắn tấm bia luôn. Hả? Yeah. Thì dì Tư nhớ cái đứa bé đó là tên Tuấn. Yeah. Đó, không biết là Tuấn hay Phúc gì đó, tại vì lâu rồi. Còn ba đứa kia là không có tên. Đó, mà đến nỗi dì Tư để cái miếng giấy ngay đó, nếu mà muốn biết ba cái thai nhi này ở đâu thì gặp dì Tư hỏi. Đó, cho số điện thoại luôn, mà tới giờ cũng không thấy luôn á. Làm cái này rồi á là dì Tư rất là mãn nguyện, tu bổ vô. Rồi kế đó cái đây nè, mưa nó tràn xuống, nước mưa hay gì nước mưa dạ. Nó tràn xuống vậy nè. Dạ. Cái chú đó, đó mới nói chị Tư ơi, bây giờ nước mưa nó tràn xuống mộ mấy đứa cháu quá. Cái tôi nói để ngày mai tôi vô coi làm sao. Thiệt dì Tư vô thấy nó lấp lên đá lên mộ luôn. Rồi mới nói không biết làm sao nữa nè. Gọi điện Nhân nó nói là gọi điện ông này lâu lắm không bắt được. Quay qua cho thằng Nhân. Yeah. Nhân nó nói bây giờ dì Tư nói với cô Ngân á. Nó nói cái dì Tư mới gọi cô Ngân. Cô Ngân mới nói thôi bây giờ em gửi cho chị 10 triệu chị làm đi. Đó, thì dì Tư nói nào nghe, dì Tư không có ra cái số tiền, tự cô Ngân cho. Thì 10 triệu thì làm cái này là hết 8 triệu mấy rồi. Thì còn lại dì Tư mua đồ. Đó, làm cái tấm bia đó cho mấy cháu luôn. Con thì thấy ở đây có ngôi mộ của bé này là có đồ chơi của hình siêu nhân rồi nè dì Tư. Là một cái cậu đó lên xin công việc làm ăn. Dạ. Mà cậu đó dì Tư không có biết số điện thoại. Thì có cái bà đó bà cũng lại đây. Thì bà mới nói là cái đứa này là xin đồ chơi siêu nhân. Đó đây, bà cho con đồ siêu nhân đi. Thì cái ông đó ông mới nói, nó đòi xin mà đồ siêu nhân không á. Thì ông mới cắn, ông nói bây giờ cho chú có một cái lọc làm ăn cái gì đó rồi chú sẽ mua. Thì ông mua lên. Lâu chưa gì Tư? Hả? Lâu chưa gì? Cũng khoảng nửa tháng nay à. Dạ. Ở đây là cháu này là vô danh hay gì Tư? Có tên nhưng tên mà là Đinh... cha nó đặt thế vậy á. Dạ. Mất ngày 25 tháng 7 canh tí. Còn con bé Hoa này là mẹ nó sanh á, mất ở dưới chợ rẫy á. Ý ở gì chỗ bệnh viện gì Từ Vũ. Con trên dọc đường đi thì con có nghe Phong nói về mộ của bé Hoa. Dì Tư có thể kể cho con nghe một số cái câu chuyện. Thì dì Tư nói là bé Hoa là như thế này, là tự nó dì Tư mới có cái như thế này. Dì Tư nói á, bé Hoa ơi, bây giờ bà ngoại là bà ngoại Tư là làm những cái này ở đây. Thì bây giờ á, con cứ giúp bà ngoại Tư những cái gì được thì giúp, còn những người mà xin cái gì tùy con. Yeah. Đó, nhưng mà thì ở đây phức tạp, như cái là nó nói vậy á. Yeah. Thấy á, dì Tư bòi viết luôn. Yeah. Đó. Yeah. Mà rất là linh luôn. Rồi đến khi có bà chị là dì Năm, là dì Năm Tiết á, là bà nội, giai bà nội, mấy khấn mấy Hoa ơi, với 30 đứa ở đây thì có linh thiêng chiều nay cho người ta trả nợ bà ngoại đi, bà nội đi. Yeah. Bà nội sẽ mua cái bàn lại cho tụi con. Yeah. Đúng y luôn con. Thì trong vòng 3-4 ngày sau á, thì ngày đó luôn dì Tư có nói như thế này, chiều nay có người đem lại tiền trả bà đó. Rồi. Đúng y luôn, trả bà được 40-50 triệu bà mua cái bàn này đó. Thì con thấy đi hổng gài, ai xin cái gì là được cái đó hết. Đó, thành ra dì Tư nói chùa miễu gì cũng vậy, hay là mã mà mình phát tâm mình làm thì người ta sẽ thương mình, sẽ cho phù hộ cho mình, rất là hay đó. Đó, thậm chí là sáng này dì Tư quét, ví dụ như kêu chú Tư quét giùm đó, rồi dì Tư không dự ý thì Tư làm lại. Yeah. Đó, như đó, hồi mà làm á, làm cỏ làm đồ làm cũng đâu có dự ý gì Tư đâu. Tôi phải ban ra tuốt ở ngoài, rồi tôi đi chặt mấy cây súng rắn á, gì tôi trồng á, hôm đó trồng ra tới đây luôn, bị người ta nhổ hết trơn luôn. Cái phần mộ của bé Hoa đó là mất ở chợ gãy, mất ở bệnh viện Từ Vũ. Từ Vũ mới sanh ra hay sao? Mới sanh ra. Dạ. Đó, cũng như là nó thiếu tháng rồi bị tuột á, người đàn bà bị tuột nó ra. Dạ. Mẹ nó rồi gia đình đem lên đây.
em ra đây thì nhờ cái chú mà ở ngoài này nè. Hồi đó chú là bảo vệ nghĩa trang rồi mới làm đó. Thành ra lúc này rất là tươm tất, rất là sạch sẽ. Con thấy dì Tư nhúng tay vô là làm được. Tiền nè, sơn lại hết luôn nè. Làm con thấy tươm tất lại đẹp ha, sạch đẹp cho dì Tư, cho các bé an nghỉ ở đây đó. Thì cái này dì Tư làm người ta cũng là xô sập á. Dì Tư nói cứ xô, ai xô được cứ xô. Xô cái này tôi làm cái khác. Bây giờ dì Tư dọn ra cúng cho các bé ha. Đó. Thì tụi con thắng đúng nha anh đi. Cứ để đây là cúng. Đây mình mới thắp hương cho các bé xong. Và chúng ta sẽ nghe tiếp tục dì Tư đó là những câu chuyện ở đây ha. Đây là ông hổ hả dì Tư? Ông hổ quá. Ở đây là cái mô đất cái mô đất đó tự nó lên. Dạ. Lên không biết bao nhiêu chục năm rồi. Dạ. Rồi cái hôm đó đó thì làm sẵn cái mò bên đó cho mấy cháu. Thì mấy thỉnh ông vô đây thì trước khi thỉnh thì khoét vô. Nhưng mà vì sao là dì Tư lại thờ ông hổ đây hả dì Tư? Tại vì lúc trước đó, người ta làm ăn đây. Dạ. Là ở đây y như cái đám rừng vậy đó. Dạ. Thì người ta nói rừng là có hổ. Thì hồi xưa là để ổng trong đó nó thờ cái bị cháy. Cái làm giấu ổng nữa. Cái bắt đầu làm cái này thì tôi mới kêu khoét ra vậy. Chú Dĩ á, đốt khoét ra hết. Cúng, bữa đó cúng thịt cúng đồ. Cúng xong cái tự nhiên cái gì tôi nói, tôi không dám lại luôn á. Con mắt của ổng tỉa là xanh le luôn mà sáng rực luôn. Đó giờ con nhìn đâu có đâu. Ồ. Đó. Bữa đó thì tôi mới sợ đó không? Dạ. Nó xanh lè, cái gì tôi mới nói, ê tụi bay ơi, ông hổ này cũng mắt xanh lè. Là tự nhiên cái gì tôi sợ luôn. Cái gì tôi mới khấn nói thôi bây giờ con rước ông vô đây ở đây y như là cái nhà ông rồi. Thì có chỗ che mưa che nắng, hợp hộ cho tụi con. Đó, dì Tư với chú Dĩ rồi mà làm này cán cái này lợi hết luôn. Cái mô đất này giống như ụ mối hả dì Tư? À. Về sạch sẽ vậy hả không? À, không biết tại sao thì khi mà đi vô những cái nghĩa trang hay là những cái ngôi mộ thường có cái ụ mối rất là lớn hả dì Tư ha? Là tại vì cái đó là theo như là cái chỗ đất đó nó tốt. Dạ. Nó tốt nó mới để lên, nó mới lòi lên. Dạ. Khi mà người ta muốn cũng không được nữa. Bởi vì có những cái người là người Hoa nó người ta rất tin cái này. Mà nhiều người ta bây giờ vợ phu hay là kêu gì á, vợ phu bây giờ tôi muốn lụm miếng đá miếng mối này là bỏ qua mộ cho ba tôi được không? Tôi nói cái đó không được, cái đó là tự cái đất nó dồn lên. Dạ. Là mình mới làm ăn được. Cái bả lụm bả để ra tôi nói không được đâu, tự nó lên rồi tự nó xuống đó. Thành ra có những cái ngôi mộ này là con biết bằng đất không á nha. Cái làm ăn giàu lắm vậy đó. Cái tự nhiên cái nghe lời thầy đẻo ra hết. Cũng như làm hoàn thành cái mộ vậy nè. Dạ. Bắt đầu làm lên suy sụp. Mà chưa cái mộ hoàn thành rồi ông nó chết luôn. Trời. Ông nó bị tai nạn luôn. Dạ. Đó con thấy rất là. Bởi vì người ta nói cái mộ gò mối không đụng đậy gì hết. Dạ. Ở dưới này có mộ không gì tôi hay là không. Không tự nó đùng đất lên vậy á. Dạ. Chỗ nào mà nó đùng đất lên là chỗ đó rất là ngon lành. Dạ. Đó con cũng có nghe nói là những cái nơi nào mà mộ mà có mọc ổ mối lên là dòng họ con cháu làm ăn khá gì tôi không có đụng đậy gì vô hết. Dạ. Mới nãy tôi kể đó đó, có cái mộ mà một chút nó đi ngang đó đi lên đó đó gì tôi chỉ rồi dán gạch đỏ rồi làm vừa xong là ăn. Chưa kịp ăn khánh thành, ăn mừng nữa là ổng đã về gần tới nhà bị xe đụng. Đó, dì Tư nói con nghe. Cái vấn đề này á, phải nói. Bởi vì mình làm một cái mộ hay cái gì á, là một là mình phải coi rất là kỹ lưỡng. Đó rồi, hai nữa là rất phải có tâm này nọ mới được. Chứ mà thí dụ dì Tư nè, con cho tiền, ờ dì Tư làm cái mộ đó cho chú đó đi, thấy nghèo quá làm đi, con nghĩa tiền không được, không được, mình phải xin chủ nhà. Còn như mà cái mộ đó mà không còn người thân là được, nghèo quá người ta không làm, thì dì Tư có lên tiếng, giờ muốn vậy thì cứ ai từ tâm thì cho,
đó nhân gì rồi nó làm cho cái mộ chú Chánh á. Dạ. À, dì Tư có gia đình có con dì Tư hả? Dạ. Có, dì Tư có. Có nhưng mà bây giờ mỗi đứa nó có gia đình riêng hết. Dạ. Thành ra dì Tư còn sức khỏe giờ nào dì Tư đi làm. Dì Tư năm nay là bao nhiêu hả dì Tư? 63. 63. Ừ. Dì thì cái làm cái việc mà có duyên với lại cái những người âm á thì cái căn duyên sao mà dì Tư đến với cái nghề cái công việc này. Dạ. Là cái đó là hồi xưa là chú Tư con làm ở trong kia. Dạ. Rồi ổng làm cũng 12 mấy năm. Cái khi mà ổng ngã bệnh đó là hết 15 năm. Dạ. Rồi dì Tư lúc đó lo cho ổng này nọ, xong rồi dì Tư mới vô đây dọn dẹp. Thì nói chung ra mình làm cái này thì phải có cái tâm mà làm rất là thật sự, chứ không có làm mà gian dối. Bởi vì một cái mộ mà gia đình lên người ta thấy rất là thương dì Tư, thành ra người ta thương dì Tư cho tiền mình còn hơn cái đó. Yeah. Rồi sau này là chú Tư mất rồi thì dì Tư cũng hơi buồn. Rồi vô đây này nọ mấy đứa con nó nói thôi má ơi, má để là cho người ta làm đi, má qua đây ở với con. Sao dì Tư cạn kiệt thôi. Nhưng mà dì Tư nói trước ống kính là những nhà hảo tâm là dì Tư có nguyện như vậy, cho dì Tư mạnh giỏi giờ nào thì dì Tư làm đó. Yeah. Đó. Nhiều khi người ta chửi dì Tư lắm, Tư nói nhưng không, không ơi, Tư bỏ cuộc. Không, nó nói đừng bỏ cuộc dì Tư ơi, ai chửi gì cả người ta. Dì Tư chỉ xin sức khỏe là một, để mình làm được tới đâu hay tới đó. Con thấy mùa dịch bệnh này dì Tư chạy còn hơn con ngựa, nó chạy cho người ta từ thiện. Thậm chí có 100 ngàn, mua 100 ngàn bánh mì không cho người ta hết. Đó. Dì Tư chỉ nghĩ như vậy thôi, giúp cho người nào được người đó là dì Tư mừng. Đó. Nó đi ghét, bởi vì con Tư nó mới má đi ghét bệnh hoạn này nọ. À, hồi xưa cách đây khoảng hơn 1 năm trước á, thì em đến nghĩa trang này. Thì em biết dì Tư tình cờ trong mấy đợt dì Tư chăm sóc mấy cái phần mộ. À. Và 1 năm qua thì dì Tư cũng thi thoảng cũng lui tới nghĩa trang thường xuyên. Trong đợt dịch thì cũng tạm ngưng thôi. Thành ra dì Tư nói nếu ai không tin đến đây đi rồi sẽ thấy. Yeah. Sẽ tin. Chứ nói thì người ta không biết, nói là dì Tư làm bộ này nọ, chứ nhưng mà thật sự dì Tư làm hai bên dây giác, Tư không bao giờ nói thêm. Biết đi, người ta tự nhiên cái miệng dì Tư phát ra, dì Tư nói đúng y hết. Đó. Thành ra nhiều khi dì Tư cũng sợ lắm. Đó. Vì năm tiết á, kêu nói đã đợi bị rồi đó, cái tự nhiên dì Tư rùng mình luôn. Dạ. Tư dẫn anh Bùi Hồ vào thắp nhang cô Kim Anh một xíu nha. Ừ. Dạ. Cái chia sẻ thêm á, cho mọi người được rõ anh Hồ. Ừ. Là một cô Kim Anh á, là đường đi vào rất là khó khăn. Nhưng mà nay nó làm sạch rồi. Nhưng mà có một cái nữa nha, có những người mà cái tâm không có tốt á, thậm chí đi vào dễ bị lạc á. Ờ. Có rất là nhiều cô chú nó là mục đích là đến để không phải là cầu cho cái việc sức khỏe này, cầu cho cái việc thành đạt, mà cầu với một cái tâm thế mà không có tốt á. Ừ, mang tính trục lợi xíu là không biết đường ra luôn. Ừ. Thôi bây giờ chắc có lẽ là xong thì mấy anh em mình sẽ đi qua bên mộ thắp hương cho mộ của Kim Anh ha. Kim Anh.